Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ hai ngày 23 tây tháng 9 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có 3 bản tin Hoa Kỳ và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Hình ảnh người mẫu khỏa thân của Melania Trump khiến đảng Cộng Hòa đỏ mặt và đe dọa các phóng viên. Kính thưa quý vị, trong khi hầu hết những người Cộng Hòa hiện là fan cuồng của Donald Trump, thì việc cựu đệ nhất phu nhân làm người mẫu khỏa thân trước đây đã khiến nhiều người trong đảng Cộng Hòa phải bối rối, ngay cả khi bà bắt đầu cuộc trò chuyện trên mạng xã hội vào tuần này trước khi phát hành cuốn hồi ký mới của mình. Melania nói rằng, "Tại sao tôi lại tự hào đứng sau công việc làm người mẫu khỏa thân của mình?" Nhưng thực ra câu hỏi đúng hơn là, tại sao giới truyền thông lại chọn cách soi mói việc tôi tôn vinh hình thể con người trong một buổi chụp ảnh thời trang khỏa thân? Trong khi nhiều người trong giới truyền thông chia sẻ bài đăng của bà, một số thành viên trong đảng của chồng bà thì lại không mấy hứng thú tham gia cuộc trò chuyện này. Ở phía hạ viện của điện Capitol, mọi thứ trở nên khó xử khi ảnh khỏa thân của cựu đệ nhất phu nhân được nhắc đến trên các hệ thống truyền thông dòng chính. Phóng viên đã hỏi chủ tịch mới được bổ nhiệm của nhóm tự do hạ viện cực hữu là dân biểu Andy Harris vào ngày thứ năm rằng ông có định đọc cuốn sách hồi ký mới ra mắt của Melania Trump không? Andy Harris đã trả lời rằng, "Tôi không biết phải trả lời như thế nào, tôi có khá nhiều việc phải làm lúc này." Phóng viên hỏi thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, ông đánh giá cao vẻ đẹp của cơ thể con người đến mức nào? Ông có đọc bài đăng của bà ấy trên Instagram không? Ông đánh giá cao cơ thể con người hơn những bức ảnh khỏa thân của bà ấy hay không? Tommy Tuberville cũng không trả lời và lặng lẽ bước đi. Nói chung thưa quý vị, đối với những tên nịnh thần, tà lọt, không có xương sống này, thì chúng không dám trả lời vì sợ mất lòng giáo chủ. Chắc họ chỉ có thể xem những hình ảnh khỏa thân này một mình thôi. Còn hỏi nghĩ đến thế nào về hình thể của vợ giáo chủ, thì đố tên nào dám lên tiếng và nói được sự thật. Bởi vì hầu hết những tên đảng viên Cộng hòa này luôn xem thường nữ giới và khinh rẻ những phụ nữ hành nghề chụp hình khỏa thân như là Melania Trump. Một bản tin Hoa Kỳ nhưng liên quan đến thế giới, kính thưa quý vị, đó là liệu cử tri Mỹ ở nước ngoài có thể nắm giữ mọi quyền quyết định hay không trong cuộc bầu cử này. Khi ngày càng nhiều người Mỹ trở về bởi vì họ sống ở nước ngoài, các chiến dịch tranh cử hy vọng sẽ tiếp cận được mọi cử tri tiềm năng trong cuộc đua giành chức tổng thống đang diễn ra gay cấn. Cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể diễn ra trong gang tấc, và cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều muốn giành được nhiều phiếu bầu nhất có thể từ cử tri Mỹ ở nước ngoài. Lần đầu tiên trong một chu kỳ bầu cử tổng thống, đảng Dân Chủ đang phân bổ một khoản tiền đáng kể cho nỗ lực giúp đưa đảng của họ về đích. Ủy ban Quốc gia Dân Chủ và các nhà tài trợ tư nhân đang đầu tư hơn 450.000 đô la vào một chiến dịch vận động bỏ phiếu nhằm tiếp cận những người Mỹ từ các tiểu bang dao động đang sống ở nước ngoài. Đây là một con số mà Bộ Ngoại giao đưa ra là gần 9 triệu người Mỹ đang ở nước ngoài. Chương trình bao gồm các phương tiện truyền thống và phương tiện truyền thông xã hội, các bảng quảng cáo trên khắp Canada, thư từ và các cuộc tụ họp trực tiếp. Phó giám đốc truyền thông DNC Abhiraman cho biết rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này bằng cách thu hút mọi cử tri đủ điều kiện bất kể họ sống ở đâu.
Và khoản đầu tư của chúng tôi cho thấy cam kết của chúng tôi là sẽ không bỏ sót bất kỳ điều gì. Dự án đưa đảng viên Dân Chủ ra nước ngoài được xây dựng dựa trên chương trình thí điểm vào năm 2022. Nhiều người Mỹ đang trong quân đội hay là làm việc cho những doanh nghiệp tư nhân hoặc là sinh viên tại các trường đại học quốc tế, nhưng chỉ có một tỷ lệ nhỏ phiếu bầu. Bắt đầu từ thứ Bảy, các lá phiếu sẽ được đến hộp thư đến của những người Mỹ sống bên ngoài Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa cũng vậy. Họ cũng đang cố gắng tiếp cận cử tri ở nước ngoài bằng các nỗ lực trực tuyến. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa có trang web Cộng Hòa ở nước ngoài nhằm mục đích giáo dục cử tri Cộng Hòa về cách lấy phiếu bầu và gửi đi. Người phát ngôn của RNC, Anna Kelly, cho biết trong một tuyên bố rằng RNC đang hợp tác chặt chẽ với chiến dịch tranh cử của Trump để tiếp cận tất cả những cử tri đủ điều kiện, bao gồm cả những người ở nước ngoài, để vận động cử tri Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho chiến thắng chưa từng có vào ngày 5 Tây tháng 11. Người bỏ phiếu phải tuân thủ các quy định của tiểu bang nơi họ sinh sống khi gửi phiếu bầu và một số yêu cầu phải có phiếu bầu in, trong khi những người khác cho phép gửi phiếu bầu điện tử. Brooks Heyman, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Canada, người đồng lãnh đạo nỗ lực của American Abroad, cho biết rằng có sự khác biệt giữa các tiểu bang về việc liệu các lá phiếu có nên được trả lại tận tay vào ngày bầu cử hay là được đóng dấu bưu điện trước đó hay không. Khoảng 1,6 triệu người sống ở nước ngoài đến từ các tiểu bang chiến trường như là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Theo ước tính của nhóm Democrats Abroad, năm 2020, khoảng 44.000 phiếu bầu trên khắp Arizona, Georgia và Wisconsin đã giúp Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Heyman cho biết rằng, chúng tôi đã thấy vào năm 2016 rằng có rất nhiều người Mỹ sống ở nước ngoài, ở Canada, nhiều người trong số họ là người Michigan. Họ đã không bỏ phiếu và sau đó chúng tôi đã xem xét các tiểu bang biên giới chiến trường khác và thấy biên độ sát nút và nhận ra rằng cử tri ở nước ngoài là một yếu tố lớn. Ông và vợ là Vicky đã quyên góp được 150.000 đô la cho nỗ lực vận động người Mỹ ở nước ngoài đi bỏ phiếu. Ngoài ra, DNC cũng quyên góp được 300.000 đô la. Trong khi số lượng người bỏ phiếu từ nước ngoài tăng từ năm 2016 đến năm 2020, Heyman cho biết số phiếu bầu ở nước ngoài vào tháng 11 có thể mang tính quyết định vì ngày càng có nhiều người Mỹ trở về nước sinh sống kể từ khi đại dịch bắt đầu. Nỗ lực này nhận được sự ủng hộ của nhiều người, bao gồm cả Chủ tịch danh dự Nancy Pelosi, người đã tham gia vào nỗ lực vận động bỏ phiếu trực tuyến gần đây của người Mỹ ở nước ngoài. Trong một video trên các kênh truyền thông xã hội của mình, bà Pelosi cho biết cử tri ở nước ngoài có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc bầu cử. Khi được hỏi liệu nỗ lực giáo dục cử tri của đảng Dân Chủ có thể khiến đảng Cộng Hòa bỏ phiếu hay không, Heyman cho biết rằng ông không lo lắng và nói rằng theo tất cả các phân tích mà chúng tôi đã thực hiện và thấy rằng khoảng 80% người Mỹ ở nước ngoài là họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Đó là vì họ quan tâm đến chính sách đối ngoại và vị thế của nước Mỹ trên thế giới và rất lo lắng về khả năng Donald Trump quay trở lại. Thêm một bản tin Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Kamala Harris nhận được sự ủng hộ từ trưởng nhóm vận động tranh cử của Nikki Haley. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã nhận được sự ủng hộ từ Don Robert, trưởng nhóm chiến dịch tranh cử tại Iowa của cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Nikki Haley vào ngày thứ Sáu. Harris, người trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ sau khi tổng thống Joe Biden bỏ cuộc đua vào ngày 21 tháng 7, sẽ đối đầu với Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào tháng 11.
Trong một ý kiến trên tờ The Des Moines Register xuất bản hôm thứ Sáu, Robert, đồng chủ tịch chiến dịch Nikki Haley tranh cử tổng thống của tiểu bang Iowa, đã lên tiếng cam kết ủng hộ bà Kamala Harris khi khen ngợi bà về việc tổ chức đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ vào tháng trước, quá thành công. Don Robert, một đảng viên Cộng Hòa lâu năm, tuyên bố rằng bà cảm thấy bối rối khi cả hai ứng cử viên tổng thống đều đã ở gần hoặc ở trong độ tuổi 80. Nhưng từ khi ông Biden bỏ cuộc, bà nghe Kamala Harris nói rõ rằng bà luôn tập hợp các nhóm cá nhân và quan điểm khác nhau lại với nhau để giải quyết những vấn đề. Đó là cách lãnh đạo lành mạnh và khôn ngoan hơn. Tôi rất ấn tượng với cách bà ấy giải quyết vấn đề khi nói rằng bà ấy muốn giành được sự ủng hộ của mọi người. Bà ấy đã thể hiện sự sẵn lòng lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau để giải quyết vấn đề. Vì vậy, vì vậy tôi ủng hộ bà Kamala Harris làm tổng thống. Robert viết trong bài xã luận có tựa đề "Tôi đồng chủ trì chiến dịch tranh cử của Nikki Haley tại Iowa. Tôi ủng hộ bà Kamala Harris." Sự ủng hộ của Robert là dành cho bà Kamala Harris diễn ra khi bà đang thu hẹp khoảng cách với Donald Trump tại Iowa. Theo cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà chỉ kém 4 điểm tại tiểu bang thiên về đảng Cộng Hòa này. Donald Trump đã thắng ở Iowa vào năm 2016 với gần 10 điểm và một lần nữa vào năm 2020 với hơn 8 điểm phần trăm. Tuy nhiên, cuộc thăm dò mới được công bố tuần trước bởi Des Moines Register Mediacom Iowa Poll cho thấy là Kamala Harris có 43% so với 47% của Donald Trump. Biên độ sai số là cộng hoặc trừ 3,8 điểm phần trăm. Đáp lại sự ủng hộ của Don Roberts, chiến dịch tranh cử của Kamala Harris đã chỉ ra khoảng cách này trong một tuyên bố. Đồng thời nói thêm rằng Roberts chỉ là một trong nhiều đảng viên Cộng Hòa mới nhất ủng hộ Phó Tổng thống. Sự ủng hộ của Don Roberts xuất hiện khi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc đua ở Iowa ngày càng sát nút và Trump tiếp tục xa lánh các cử tri trung dung và độc lập. Ngay cả khi Nikki Haley gây quỹ cho Donald Trump, thì sự ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn tiếp tục tăng lên từ các cử tri sơ bộ của chính Nikki Haley và những người Cộng Hòa phản đối Trump khác. Trong khi cựu tổng thống đảng Dân Chủ Barack Obama giành được chiến thắng tại Iowa vào năm 2008 và 2012, tiểu bang này phần lớn được coi là thuộc đảng Cộng Hòa kể từ chiến thắng của Trump tại đây vào năm 2016 và 2020. Tuy nhiên, với sự ủng hộ mới nhất của Don Roberts, diễn ra 2 tháng sau khi một liên minh cử tri Nikki Haley cam kết ủng hộ Kamala Harris vào tháng 7, vài giờ sau khi Tổng thống Biden rời khỏi cuộc đua, Ủy ban Hành động Chính trị PAC, trước đây được gọi là Haley Voter for Biden, thì bây giờ hiện có tên mới là Haley Voter for Harris, tìm cách khuếch đại tiếng nói của những cử tri Nikki Haley trước đây, ủng hộ nỗ lực tranh cử vào tòa Bạch Ốc của Kamala Harris. Nhóm này không liên kết với Stand for America hay Nikki Haley for President PAC. Vào tháng 7, nhóm đã đăng trên X, trước đây là Twitter, để làm rõ điều này và viết rằng chúng tôi không phải là PAC liên kết với Nikki Haley. Đó là Stand for America. Chúng tôi đã chi 1 triệu đô la để ủng hộ Nikki Haley.
và vận động hàng ngàn cử tri trên khắp các đảng phái chính trị bỏ phiếu cho bà ấy. Nhưng bây giờ chúng tôi ủng hộ Kamala Harris, bởi vì chúng tôi tin rằng Kamala Harris là người phù hợp nhất để đánh bại Donald Trump vào tháng 11. Và sau đây là bài bình luận cuối chương trình, kính thưa quý vị, với nhan đề Mark Robinson sẽ kéo Trump xuống hố cả đám. Kính thưa quý vị, Donald Trump rõ ràng ông ta đang gặp vấn đề ở North Carolina. Mark Robinson, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho chức thống đốc ở North Carolina, được Donald Trump ủng hộ, đã được biết đến là một ứng cử viên cực hữu. Dường như ông ta đang càng ngày càng xa lánh cử tri ở một tiểu bang chiến trường quan trọng. Những tiết lộ mới về những bình luận gây kích động của ông ta trên một trang web khiêu dâm và những hành vi tình dục của ông ta hiện đã làm rung chuyển ngay cả một số đồng nghiệp Cộng Hòa của ông ta. CNN đưa tin hôm thứ Năm rằng Robinson thường xuyên đăng bài trên một bản tin của một trang web khiêu dâm từ năm 2008 đến năm 2012. Trong những bài đăng đó, ông ta tự nhận mình là Nazi da đen, ủng hộ việc hồi sinh chế độ nô lệ ở Mỹ, tự mô tả mình là một kẻ biến thái bởi vì ông ta thích xem phim khiêu dâm chuyển giới, và thừa nhận đã nhìn trộm phụ nữ trong phòng tắm công cộng khi còn là thiếu niên. Các bài đăng được tìm thấy trên trang web Nude Africa. Mặc dù hiện đang ủng hộ luật cấm phá thai khi thai kỳ được khoảng 6 tuần, Robinson đã nói trên diễn đàn rằng ông ta không quan tâm nếu một người nổi tiếng phá thai. Mặc dù ông ta muốn xem băng sex và mặc dù ông ta sẽ trở thành thống đốc da đen đầu tiên của North Carolina nếu được bầu, nhưng mà ông ta vẫn gọi Martin Luther King Jr. là một tên khốn cộng sản. Email của Robinson cũng được kết nối với một tài khoản trên Ashley Madison, một trang web hẹn hò trực tuyến dành cho những người muốn ngoại tình. Robinson, phó thống đốc hiện tại của North Carolina, đã phủ nhận việc viết các bài đăng đó, và chiến dịch tranh cử của ông ta cho biết là ông ta không hề tạo ra tài khoản ở trên trang web Ashley Madison. Tuy nhiên, một số đảng viên Cộng hòa North Carolina, bao gồm một số người tham gia tranh cử vào mùa thu năm nay, đã lên tiếng gây sức ép buộc ông ta phải rút khỏi cuộc đua để kế nhiệm thống đốc dân chủ đương nhiệm Roy Cooper, người đã hết nhiệm kỳ nhưng Robinson đã chọn tiếp tục tham gia cuộc đua. Trong đó ông ta đang chạy sau đối thủ dân chủ của mình là Tổng chưởng lý North Carolina, Josh Stein, với khoảng cách từ 5 đến 14% trong các cuộc thăm dò được tiến hành trong tháng qua. Khi làm như vậy, Mark Robinson có thể không chỉ kéo tuột những người Cộng hòa ở một tiểu bang chia rẽ sâu sắc, mà còn có khả năng kéo tuột cả Trump xuống hố. Whit Ayres, một nhà thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa, nói với Vox rằng: "Chúng tôi có một vài ví dụ về việc phản ứng ngược khi một ứng cử viên ở vòng bỏ phiếu cuối cùng có thể làm tổn hại đến lá phiếu đầu tiên. Nếu có ai có thể làm được điều đó, thì đó chính là nhân vật này, Mark Robinson." Robinson thậm chí còn cực đoan hơn cả những người MAGA. Những vụ bê bối hiện tại không phải là lần đầu tiên mà Robinson vướng vào những tranh cãi này. Ông ta đã ném những lời lẽ căm thù vào mọi người, từ Michelle Obama cho đến những người sống sót sau vụ xả súng ở trường Parkland. Ông ta gọi cộng đồng LGBT là rác rưởi. Ông ta đe dọa sẽ sử dụng AR-15 của mình để chống lại chính phủ. Và ông ta muốn cấm mọi hành vi phá thai cũng như quay trở lại thời kỳ mà phụ nữ Mỹ không được quyền đi bỏ phiếu. Ông ta cũng chế giễu phong trào Me Too của phụ nữ và biến đổi khí hậu. Có vẻ như Mark Robinson cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả những thuyết âm mưu của Trump đưa ra. Ông ta là người phủ nhận Holocaust và có tiền sử đưa ra những phát biểu chống Do Thái.
Ông ta cho rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng năm 1969 có thể là giả mạo, hoặc là vụ 911 có thể là một vụ việc nội gián do những người làm mật vụ trong nước Mỹ gây ra, chứ không phải do khủng bố của Osama bin Laden. Rằng ngành công nghiệp âm nhạc do quỷ Satan điều hành và nhà tài trợ tỷ phú của đảng Dân Chủ George Soros đã dàn dựng vụ bắt cóc các nữ sinh Boko Haram vào năm 2014. Bất chấp tất cả những điều này, Mark Robinson không chỉ có thể giành được đề cử của đảng Cộng Hòa cho vị trí quyền lực nhất của tiểu bang, mà ông ta còn giành được chiến thắng với tỷ lệ hơn 45% so với các đối thủ. Các ứng cử viên Cộng Hòa khác là luật sư xét xử Bill Graham và thủ quỹ tiểu bang Doug Falwell đã nêu lên mối lo ngại về khả năng đắc cử của Mark Robinson. Nhưng cuối cùng không ai trong số họ có thể cạnh tranh với sự công nhận tên tuổi của ông ta, cũng như sự chứng thực của MAGA của ông ta tại một tiểu bang đã hai lần bỏ phiếu cho Donald Trump. Mark Robinson có thể hoạt động như một lá chắn lý tưởng cho đảng Dân Chủ, không chỉ trong cuộc đua giành chức thống đốc, mà còn trong cuộc giành đua giành chức tổng thống và các cuộc bỏ phiếu kín. Robinson có thể phải vất vả để giành được hơn 35% cử tri đảng Cộng Hòa phản đối ông ta trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy tranh cãi. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa chắc chắn là có lý do để lo ngại. Dân biểu Patrick McHenry nói với The Hill rằng các báo cáo về Mark Robinson là không tốt. Và dân biểu Richard Houston, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia, cho biết rằng những tin tức này rất đáng lo ngại. Nhưng mà thực tế là ngay cả đảng Cộng hòa cũng đang xa lánh Mark Robinson, cho thấy xu hướng có thể tiếp tục chuyển hướng có lợi cho đảng Dân Chủ ở North Carolina. Tuy nhiên thưa quý vị, điều đó không có nghĩa là Mark Robinson sẽ mang lại cho đảng Dân Chủ một chiến thắng lớn. Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris gần như ngang bằng nhau ở tiểu bang này. Theo số liệu thăm dò trung bình của 538 và các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử tổng thống ở North Carolina kể từ khi Barack Obama bất ngờ giành được chiến thắng tại tiểu bang này vào năm 2008. Tiểu bang này có truyền thống bỏ phiếu chia đôi, và điều đó đã giúp thúc đẩy hai chiến thắng trong cuộc bầu cử của Roy Cooper và củng cố thêm niềm tin rằng tiểu bang này có thể nằm trong tầm với của đảng Dân Chủ. Lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, tôi chưa bao giờ thấy một người có nước da đen nào lại theo hùa những tên da trắng thượng đẳng để kỳ thị những người có cùng màu da với chính mình cả. Chưa bao giờ. Chẳng lẽ ý thức hệ chính trị nó đã khiến cho Mark Robinson quên đi nước da của mình khi đứng trước tấm gương thắt cravat hay là chải đầu hay sao? Chẳng lẽ ông ta không biết nước da đen như cột nhà cháy của mình là nước da mà Trump và những tên Cộng hòa da trắng đang phân biệt, xem thường như những công dân hạng 2, hạng 3, sao cả mèo và chó? Nói đến đây thì tôi lại nhớ đến những người đồng hương mít vàng gốc Việt cùng Trump tại nước Mỹ. Họ cũng có suy nghĩ như tay Mark Robinson này. Họ đã cố tình quên đi nước da vàng và đôi bàn chân còn dính phèn của mình để hùa theo Trump, kỳ thị những người nhập cư, những người Mỹ gốc Phi theo kiểu qua cầu rút ván. Rõ ràng, Mark Robinson sẽ bị chìm xuồng ở North Carolina và sẵn tay sẽ kéo theo tên giáo chủ da trắng theo cùng cho có bạn. Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận với video 2 sau 15 phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.